đại biểu, kính thưa ban giám khảo, Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống với gần 80 làn điệu dân ca của các dân tộc đang sinh sống tại đây. Tiêu biểu là dân tộc Tày, Nùng. Các làn điệu dân ca được kết tinh từ trí tuệ bao đời, mang theo giá trị văn hóa sâu sắc. Dân tộc Nùng có làn điệu Vượt Lằn, Xà Xá, Giá Hai, Hà Lều, Nàng Ới. Dân tộc Tày có hát then, thong dư, múa sung trầu. Dù là dân tộc nào, các dân tộc, các làn điệu dân ca đều ca ngợi quê hương đất nước đang trên đà đổi mới, ca ngợi tình yêu đôi lứa. Đến với hội thi Bé với làn điệu dân ca hôm nay, lớp 2 tuổi B sẽ được mang đến hai làn điệu đặc sắc tiêu biểu của hai dân tộc Tày Nùng. Thứ nhất là làn điệu Vượt Lằn mang tên Em Yêu Làn Điệu Dân Ca do tập thể lớp biểu diễn. Bài thứ hai, Đường Về Bạn Em, sáng tác nhạc sĩ Đàm Thanh do nghệ sĩ Xuân Ái chuyển lời Tày theo làn điệu hát then Cao Bằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.